IPCC ấy, là khi mình tắt máy khởi động lại hoặc là nó tự mất do 4G hoặc là cái trạm nó không ổn định thì nó sẽ mất IPCC nha. Hôm nay mình hướng dẫn anh em cái cách mà mình giữ IPCC ok nhất nha, giữ lâu nhất chứ không phải là nó không mất nha anh em. Anh em vào cài đặt này, di động này, rồi cái sim Việt Nam mình, sim Z này. Cái mã pin này, chữ pin của sim bấm này rồi bật cái mã pin lên. Em lưu ý là cái Viettel là 4 số 0, còn Vina với Mobi á là 1234 nha. Có cái mấy cái này anh em gọi lên tổng đài ha, là yêu cầu biết cái mã pin của sim mình nha. Rồi nếu mà bị mất sóng thì anh em phải tắt pin này rồi anh em kích sóng lại rồi lót IPC lại là mới được nha anh em. Rồi chào anh em, chúc anh em vui vẻ.